chuyện là sáng dậy hớn hở thèm cái món cơm trộn Hàn Quốc, nhanh tay lẹ chân nhà còn cái gì thì mình trộn cái đó. Ủa là có cơm dữ chưa, buồn dễ sợ mà thèm quá rồi, nên thay vì ngồi đợi cái nồi cơm thì mình ngồi đợi bày cái bàn này ra nghe hợp lý hơn. Mà thèm món gì thì mình phải đẩy cái đó trước á. Mà ta nói cái thối cơm trộn gì đâu, đồ ăn còn nhiều hơn cơm nữa là mình thích lắm á. Mà đã cất công té ra quán hàng rồi thì ăn thối cơm trộn thôi cũng kỳ. Sẵn tiện thì mình làm thêm dĩa tteokbokki phô mai, mà cái sốt tteokbokki đây đậm đà ngon á nha. Mà liếc sang mấy bạn kế bên thấy ai cũng kêu một dĩa chân giò với ba rọi hầm này hết trơn á. Mình thì cái nư khoái mấy món cuốn cuốn rồi chấm sốt đơn hàng kiểu vàng nè, công nhận nó cuốn dễ sợ. Mà để ý đa số mấy quán của người Hàn hay có mấy món này ghê ha. Thịt hầm thì mềm vừa phải, còn có mấy cái lớp da mỡ béo béo nữa. Mà đang ngăn quay qua thấy cái dĩa này coi bộ đúng gu nè. À, nói trứng cuộn đã béo mà thêm phô mai nữa nó béo đã luôn. Trứng chiên kiểu vầy mà ăn chung với cơm nóng nữa là hết bài luôn. Đường cái mỗi lần ăn ở đây là cho quá trời banh chanh, nhất là nguyên dĩa cơm to nóng hổi luôn á. Đường cái chị chủ ở đây khá là nhiệt tình, mình nói đang thèm cơm quá thì chỉ kêu để thử thêm dĩa cơm cà ri này nữa đi bao ngon luôn. Thì mà cái số cà ri ở đây được á nha, ăn chung với cơm bắt thiệt, nhưng mà hình như nãy giờ ăn hơi nhiều sợ quá nên đẩy nửa dĩa này thôi, còn nửa dĩa kia lát đem về ăn tiếp. Ta mắc đẩy thêm thố canh kim chi chua chua mặn mặn cho nó xuống bớt, mà chợt nhận ra cái canh này ăn chung với cơm cũng ngon nữa. Đúng là lâu lâu nhà không còn cơm thì ra ngoài ăn cơm cho đáng hay sao. Mà nhìn cái chỗ nhỏ nhỏ vậy thôi chứ thấy cũng nhiều người ăn, nhiều người biết ghê á.